Xin chào các bạn. Đến giờ này thì đã có 3 bit mở form online cho kỳ tuyển intern 2020 và 2021. Thì có Deloitte, EY và BW. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn điền form của Deloitte. Thì tại vì trong form á, nó có một số câu hỏi khó hiểu cho nó, cho nên là nó sẽ làm khó khăn đối cho những bạn mà mới lần đầu điền form. Thì các bạn có thể tham khảo cái video này của mình để cái quá trình điền form nó được mượt mà hơn, đó, nó được suôn sẻ hơn đó. Thì cái link điền form mình sẽ để ở trên cái bài viết này luôn, thì các bạn chỉ cần click vào thì nó sẽ chuyển tới trang này ha. Đó, khi tới trang này các bạn sẽ lướt xuống dưới, bạn sẽ thấy được là những cái yêu cầu mà họ cần khi mình apply vào đó. Rồi đây là các link cho sinh viên năm tư này, hoặc là sinh viên năm hai, năm ba đó. Và đây là cái điều quan trọng nhất trong cái trang này, đó là cái CV bằng tiếng Anh mới nhất của bạn, cái ảnh của bạn, ảnh chân dung, ảnh thẻ hoặc là ảnh gì đó của bạn là được, nhưng mà nói chung là nhìn cho nó chuyên nghiệp, không nhất thiết là phải ảnh thẻ nhưng nó nên chuyên nghiệp ha. Tiếp theo đó là bảng điểm và những cái chứng chỉ bảng điểm và những cái chứng bảng điểm gần nhất của bạn á, và những cái chứng chỉ liên quan như là chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ đó. Rồi tiếp theo đó là cái cover letter, thì đây là một cái bắt buộc cho sinh viên năm 2 và sinh viên năm 3, còn sinh viên năm 4 thì không nhất thiết. Nhưng mình nghĩ là các bạn cũng nên có cái cover letter để mà cho nhà tuyển dụng thấy được cái định hướng nghề nghiệp của bạn và những cái cam kết khi bạn tham gia chương trình này đó, thì nó sẽ hay hơn. Đó, sau khi mà bạn đã chuẩn bị hết những cái file nằm trong cái hồ sơ, thì các bạn để nó trong một cái tệp trong máy tính, để nó trong một cái thư mục trong máy tính để cho nó khỏi bị lộn file hơn. Đó, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì các bạn sẽ trở lại cái link này và ấn vào cái đường link này để bắt đầu điền form. Đó. Lúc nãy á ở bên này thì audit, các bạn nào mà bên kiểm toán thì sẽ chọn cái này, thuế thì chọn đây, tư vấn rủi ro thì đây đó, tư vấn tài chính thì chọn đây đó, hoặc là năm 2, năm 3 thì các bạn chọn phía dưới ha. Sau khi ấn vào link đó thì nó sẽ chuyển tới cái trang này đó. Thì ở đây nó lại nhắc lại một lần nữa là những cái form mà cần thiết cho cái hồ sơ, cái file cần thiết cho hồ sơ. Sau khi đã chuẩn bị xong á, thì các bạn sẽ ấn vào cái nút apply now này để bắt đầu cái quá trình điền form của mình. Thì nó sẽ chuyển tới cái trang này ha. Tại vì mình đã điền form trước rồi, mình đã apply trước rồi, cho nên mình sẽ nó sẽ có sẵn các file ở đây đó. Nên các bạn vào thì các mục ở đây, khi các bạn vào thì nó sẽ còn trống thôi ha. Đầu tiên đó là cái phần document, thì đây là những cái tệp mà bạn đã chuẩn bị sẵn trước, bạn sẽ tải nó lên đó. Thì ở đây là cái CV, cái cover letter và những cái tài liệu khác. Thì tài liệu khác như bản điểm, cái photo hay là cái chứng chỉ tin học, rồi các chứng chỉ ngoại ngữ đó. Thì các bạn lưu ý ở trên này nè, các đuôi file phải là file đọc, file PDF, file hình ảnh hoặc là text. Còn những cái file mà có đuôi là PowerPoint, Excel hay là những cái đuôi nó khác những cái đuôi này thì người ta sẽ không chấp nhận ha. Cho nên có khi tốt nhất là các bạn, khi mà các bạn làm file á, thì bạn xuất nó ra file PDF luôn, để tránh cái trường hợp mà nó bị lỗi phông nha. Đó, tiếp tới là cái thông tin về nghề nghiệp cụ thể. Đầu tiên đó là cái thông tin cá nhân. Thì thông tin cá nhân ở đây nó sẽ là cái tiền tố, đó là bạn là nam hay nữ, hay nam thì bạn chọn này, nữ thì bạn chọn cái này hoặc cái này. Đây là nữ có gia đình và đây là nữ chung chung
đó, đây là học vị hơi cao một xíu, như kiểu là giáo sư tiến sĩ kiểu vậy đó, thì bạn chọn nó cờ đấy. Ở đây mình sẽ chọn là Miss, đấy, tên họ rồi ngày tháng năm sinh, nói chung là các thông tin cá nhân của mình thôi ha. Tiếp tới đó là cái form của cái liên quan tới cái nghề nghiệp đó, thì đây là cái mức lương mong đợi, cái mức lương mà bạn muốn là bao nhiêu. Và cái này á, họ không có nói theo tháng mà họ nói theo năm, họ hỏi theo năm annual, thì theo năm có nghĩa là bạn ước tình ước ước chừng thôi. Còn mình thực tập thì mình là 4 triệu một tháng, mình ước chừng thôi, mình thực tập là 4 triệu một tháng thì 12 tháng sẽ là lấy 4 nhân 12 ra 48 triệu đó. Đấy, đồng tiền thì mình ở Việt Nam thì mình sẽ chọn đồng Việt Nam, Việt Nam đồng, đồng Việt Nam đó. Rồi cái kỳ thực tập thì thường là thực tập 3 tháng, thực tập 3 tháng thì bạn chọn 3 month đó, ngày thực tập. Thì cái này nó không có bắt buộc, cái nào không có dấu sao thì không bắt buộc đó, thì bạn chọn nhắm các bạn chừng nào mà các bạn có thể thực tập full time được ở cái công việc đó, ở cái ở Deloitte, thì bạn sẽ nhấn vào. Ở đây thì mình sẽ nói cỡ tầm tháng 12 năm 2020 ha. Rồi tiếp tới là bạn biết tới cái tin tuyển dụng này ở đâu thì bạn chọn thôi, các cơ hội đó trong này thì bạn chọn thôi. Thì mình biết tới internet này, qua Facebook thì chọn đó. Còn referral email address này đó là cái địa chỉ email của người tham chiếu đó. Thì người tham chiếu này giống như kiểu là khi mà bạn tham gia một cái hoạt động đoàn đội nào đó, thì cái trưởng chủ nhiệm khoa hoặc là chủ nhiệm khoa hoặc là cái trưởng câu lạc bộ kiểu vậy, họ sẽ được gọi là người tham chiếu đó. Những cái người mà giám sát cái công việc của bạn đó, sẽ là người tham chiếu. Thì bạn cái này nó không bắt buộc đó, thì bạn có thể điền vào, hoặc là trong quá trình học tập thì giáo viên của bạn cũng giống như là một người tham chiếu, thì bạn để mail vào trong mail của họ vào trong này đó. Tiếp tới là cái thông tin về cái học vấn của bạn đó, thì cấp bậc, cấp bậc thì là có thể là cao đẳng, đại học, mà là các hội nghề nghiệp kiểu vậy. Thì mình học đại học mình sẽ chọn university. Bằng cấp là bằng cấp gì, giáo sư tiến sĩ thạc sĩ cử nhân thì bạn chọn, rồi hoặc là các bằng ACCA VACVA thì các bạn cứ chọn thôi, ở trong này có hết nè. Mình sẽ chọn này. Tiếp tới là cái chuyên ngành, thì mình học chuyên ngành auditing nhưng trong này không có auditing thì mình sẽ chọn accounting thay vào đó. Điểm thì tới cái điểm GPA hoặc là WAM, thì phổ biến hơn là GPA. Còn WAM kiểu nghĩa có nghĩa là điểm trung bình mà có trọng số. Như kiểu giống như hồi mình học cấp 3 thì học kỳ 1 sẽ là hệ số 1, còn học kỳ 2 sẽ là hệ số 2, thì muốn tính điểm trung bình cả năm thì mình sẽ lấy điểm trung bình học kỳ 1 nhân với 1 cộng với điểm trung bình học kỳ 2 nhân với 2 nhân với hệ số 2, sau đó mình sẽ chia cho 3 tất cả. Thì đó là cái cách tính WAM. Còn cái cách tính GPA thì nó giống như cách tính đại học của mình á, cho nên mình sẽ chọn cái GPA. Và đây là cái điểm của mình là bao nhiêu thì mình sẽ điền ha, bao nhiêu là mình sẽ điền. Tiếp tới là cái trường đại học, thì mình sẽ viết cái tên trường đại học bằng tiếng Anh, và có thêm nên có thêm cái tên viết tắt ở đằng sau để người ta dễ nhận dạng hơn. Thường thì người ta sẽ dễ nhận dạng cái tên viết tắt hơn, ví dụ UEH, UEH, UEL rồi FTU kiểu vậy, nó sẽ nhận dạng dễ nhận dạng hơn. Tiếp tới là quốc gia mà bạn học đó, đó, đó. Thì đây là mình đang nói tới cái trường hợp mà mình học ở Việt Nam. Còn đối với những bạn nào mà học ở nước ngoài thì các bạn có thể chọn cái quốc gia mà bạn học ở đây đó. Rồi ngày bắt đầu bạn học là mình học từng ngày bắt đầu và ngày kết thúc việc học. Có thể là ngày kết thúc họ không đánh dấu sao, bởi vì bạn chưa biết ngày kết thúc sẽ là ngày bao nhiêu thì bạn sẽ không đánh vào. Còn ngày bắt đầu học thì biết chắc chắn rồi thì mình sẽ đánh nó vào ha. Đấy, xong tới phần này thì cái phần ở trên này á là cái phần thông tin ở đây là những cái điều cam kết rằng
những thông tin bạn khai đều chính xác, đều đúng sự thật, thì khi bạn đã đọc hết những cái này và bạn đảm bảo là những cái này đều khai đúng sự thật, thì bạn sẽ đánh tích vào cái ô này và ký tên vào ha. Đây là chữ ký điện tử thì nó cũng giống chữ ký tay thôi, ở trên này họ có nói rõ ràng này. Đó, tiếp tới ở dưới này, ở dưới này là họ sẽ kêu bạn chỉ ra cái ngành mà bạn học. Thì cũng hỏi lại một lần nữa thôi, cái ngành mà bạn học đó là accounting đó, bạn bạn tích vào thôi. Tiếp tới là chỉ ra cái điểm, cái GPA của bạn trong quá trình bạn chưa tốt nghiệp. Chưa tốt nghiệp thì có nghĩa là năm 1 bạn bao nhiêu điểm, năm 2 bạn bao nhiêu điểm, năm 3 bạn trung bình bao nhiêu điểm, năm 4 bạn trung bình bao nhiêu điểm, thì bạn liệt kê ra hết ở đây đó. Sau tiếp tới chỉ ra cái năm học hiện tại của bạn, thì cái năm học hiện tại ví dụ bạn là sinh viên năm 2 thì bạn sẽ ghi là year 2, nhân viên năm 3 thì bạn ghi year 3, sinh viên năm 4 hay năm cuối thì bạn sẽ ghi là year 4 hoặc là final year, còn bạn đã tốt nghiệp rồi thì bạn sẽ là graduated đó. Tiếp theo là cái cấp bậc cao nhất của bạn, cái cấp bậc giáo dục cao nhất của bạn, thì ở đây là bạn học ở cái nào cao nhất thì bạn sẽ chọn vào thạc sĩ, thạc sĩ, đại học, các chứng chỉ nghề nghiệp kiểu vậy, các chứng chỉ chuyên nghiệp đó thì bạn sẽ chọn thôi. Ở đây mình chọn degree là bằng đại học cử nhân đó. Tiếp tới là người ta hỏi cái môi trường làm việc nào mà bạn ưa thích nhất đó, thì bạn sẽ liệt kê, bạn sẽ nói cái môi trường mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi bạn làm việc, cái môi trường mà bạn lý tưởng cho bạn làm việc, bạn thích làm việc ở đó. Thì bạn lưu ý là cái câu này chỉ có 200 ký tự nha, 200 ký tự chứ không phải 200 từ ha. Thì các bạn viết ngắn thôi, viết súc tích thôi. Thì mình khuyến khích các bạn đó là mình sẽ xem những cái 10 lý do tại sao bạn nên làm việc ở Deloitte ngay ở trên trang của Deloitte luôn. Deloitte nó viết ra 10 cái lý do đó thì các bạn có thể tham khảo 10 lý do đó để viết vào để có thể trả lời cái câu hỏi này, để cái câu trả lời của bạn đó, nó có thể nó link với cái môi trường của Deloitte đó. Thì mình sẽ để cái link 10 lý do ở trên bài viết này để các bạn tham khảo ha. Tiếp tới đó là cái ngành mà bạn muốn thực tập, cái ngành dịch cái dịch vụ mà bạn muốn thực tập đó là dịch vụ audit đó, thì mình sẽ chọn dịch vụ thuế thì bạn chọn này, hoặc là tư vấn tài chính thì bạn chọn này. Tiếp tới là bạn có từng tham gia một cái sự kiện thể thao nào ở trên trường hay không, thì có hoặc không vậy thôi. Nếu có thì các bạn sẽ nói thêm đó là hoạt động như thế nào, bạn kể ra đó. Còn không thì mình sẽ tích nâu và không thể trả lời. Học bổng thì nó cũng tương tự như vậy. Yes thì bạn trả lời thêm đó là những cuộc thi gì, cái giải thưởng gì, học bổng gì. Còn không thì các bạn sẽ không phải trả lời gì thêm. Đó. Tiếp tới là cái mức độ thông thạo trong tiếng Anh của bạn. Thì ở đây nó có 5 cấp độ, nhưng mình khuyến khích các bạn nên chọn cách từ cấp độ average trở đi. Bởi vì nếu mà chọn buffet thì kiểu tạo cho họ tại trên nhà tuyển dụng cái cảm giác không tốt về bạn đó, thì các bạn tự tin, rất tự tin vào khả năng sử dụng tiếng Anh của mình thì bạn sẽ chọn excellent. Còn nếu good mà chưa chưa tự tin lắm thì các bạn có thể chọn good đó. Còn những cái bạn nào mà chưa tốt lắm thì các bạn chọn average để có một cái feel tốt về bản thân kiểu vậy. Tiếp tới là ở hai ô cuối, thì hai ô cuối là cái ngôn cái ngoại ngữ khác mà bạn thông thạo, có từ cái mức độ trung bình trở lên ha. Bạn thông thạo trong việc nói thì bạn sẽ để ở đây, bạn sẽ kể ra ở đây, và bạn thông thạo trong việc viết thì bạn để ra ở đây đó. Vậy là xong cái form điền, xong cái vậy là xong cái điền form này ha. Thì nó chỉ có những nhiêu đây thôi, nó không có gì nhiều, ngắn gọn, khá ngắn gọn. Sau khi các bạn điền xong thì
ở hai bên ô này nó sẽ có hai cái ô, một ô là save và một ô là apply. Thì tại vì ở đây là mình đã apply rồi cho nên là nó sẽ hiện ra hai cái này. Còn trong trường hợp bạn lần đầu tiên bạn điền form á, thì nó sẽ có chữ save và chữ apply. Thì khi mà bạn điền xong á, thì bạn ấn nút save. Nút save đó có nghĩa là bạn sẽ lưu hết tất cả những cái thông tin mà bạn điền vào nhưng mà nó chưa apply. Khi nào bạn chắc chắn rồi, bạn không còn muốn sửa đổi gì nữa thì các bạn sẽ ấn nút apply ở bên này ha. Và một khi mà các bạn apply rồi thì các bạn vẫn có thể sửa đổi trong cái thời hạn mà quy định. Nghĩa là từ hôm nay cho đến ngày 9 tháng 3 à, ngày 3 tháng 9 đó, thì bạn vẫn có thể update được. Đó, các bạn hãy quay lại cái link này. Bạn nên lưu lại cái link này và khi cần sửa đổi thì các bạn ấn lại vào cái link này để sửa đổi và sau đó ấn nút apply nếu các bạn chắc chắn ha. Thì trong quá trình điền form có gì khó khăn các bạn có thể comment ở phía dưới để mình sẽ hỗ trợ các bạn thêm ha. Rồi, chúc các bạn điền form suôn sẻ.